Hướng dẫn thiết kế nem cạc bằng Canva. Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Minh Phụng. Và nếu như các bạn đang định tự thiết kế cho mình một mẫu nem cạc với những sáng tạo của riêng mình để chúng ta có thể mang đi trong những buổi networking thì đây là một video dành cho bạn. Trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn 3 nội dung. Nội dung thứ nhất là các bạn sẽ sử dụng những mẫu thiết kế sẵn có của Canva để chúng ta có thể tùy biến thành nem cạc của riêng mình. Nội dung thứ hai là chúng ta có thể tự mình thiết kế một cái nem cạc từ file trống. Nội dung thứ ba là một chiến lược mình đã sử dụng để mình có thêm nhiều khách hàng tiềm năng khi mình trao cái nem cạc ở trong những buổi networking. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung đầu tiên, đó là thiết kế nem cạc bằng file thiết kế có sẵn của Canva. Các bạn sẽ đi vào phần mẫu, sau đó chọn danh thiếp. Ở đây thì sẽ có rất là nhiều mẫu thiết kế khác nhau từ Canva với những ngành nghề khác nhau. Các bạn thấy không? Ở đây thì sẽ có là gì? Đi ăn uống, rồi nhà thiết kế trang web, giảng viên, nghề tự do, làm phim. Rất là nhiều nghề nghiệp thì tùy mình chọn những cái mẫu mà mình ưng ý. Ví dụ như là mình sẽ chọn cái mẫu này. Thì thật ra là ở đây có rất là nhiều cái công cụ khác nhau, ví dụ là văn bản, hình ảnh gì đó. Thì các bạn sẽ sử dụng những cái công cụ đó để chúng ta có thể chỉnh sửa lại cái file này. Thì đây là một cái bước đơn giản nhất nha, để chúng ta có được một cái nem cạc. Mình làm đơn giản như thế này thôi. Và các bạn sẽ bấm vào đây để tải xuống. Ở đây thì chúng ta lưu ý file PNG là file hình ảnh, thì các bạn có thể sử dụng để chia sẻ trên mạng xã hội. File PDF để in thì các bạn sẽ sử dụng để chúng ta làm trong công việc in ấn. Và đây là một cái file PDF mình đã tải về. Rất là rõ luôn nha các bạn. Đây là nội dung đầu tiên, là chúng ta sẽ sử dụng những mẫu thiết kế có sẵn từ Canva. Rất là nhiều mẫu thiết kế khác nhau. Và bây giờ mình sẽ tập thử làm một cái nem cạc từ một cái file trống. Thì bây giờ mình sẽ chọn là mẫu, sau đó chọn danh thiếp. Và mình sẽ chọn là tạo danh thiếp trống. Thì lúc này Canva sẽ cho một cái cỡ ảnh là một cái cỡ chuẩn của nem cạc. Thì các bạn có thể tự mình thiết kế hoặc là sử dụng những cái mẫu kéo qua từ bên này qua để chúng ta có một cái nem cạc. Thì bây giờ mình sẽ thiết kế mặt trước của nem cạc. Hiện tại thì có những cái mẫu nem cạc với cái lối thiết kế đơn giản là cái mặt trước chỉ có là logo thôi. Thì mình sẽ sử dụng cái này. Đây, như thế này là chúng ta đã xong mặt trước. Bây giờ mình sẽ làm một cái viền. Như thế này là chúng ta đã làm tạm xong cái mặt trước rồi nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ qua mặt sau. Ở đây là do mình thiết kế mẫu nên là mình sẽ để một tí xíu thông tin thôi. Mình sẽ không có để full những thông tin. Thì các bạn sẽ thường thấy là trong cái nem cạc thì nó sẽ có những cái biểu tượng hình ảnh để tượng trưng cho điện thoại các thứ. Thì các bạn có thể vào Google, các bạn tìm cái từ khóa là icon cộng với lại tên một cái đối tượng mà các bạn muốn chèn vào. Ví dụ là email hay là điện thoại hay là địa chỉ, thì các bạn sẽ bấm icon cộng với lại cái chữ đó. Thì nó sẽ ra được những hình ảnh giống như thế này.
Giả sử đây là số điện thoại. Đại loại là các bạn sẽ để cái thông tin liên lạc của mình ở đây. Và như vậy là chúng ta đã xong cái nem cạc. Nó hơi xấu một tí nha. Ở đây là mình làm demo thôi. Và đây là một cái chiến lược mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Và chiến lược này đã giúp mình có thêm nhiều khách hàng tiềm năng thông qua những buổi networking. Thì các bạn sẽ sử dụng một cái mã QR code. Mã này á, thì các bạn có thể sử dụng cái công cụ này để chúng ta tạo cái QR code. Và QR code này có thể dẫn đến một cái landing page để tặng quà. Cái QR code này có thể dẫn đến một cái landing page để tặng quà. Thì thay vì chúng ta đặt cái website làm trang chủ, thì các bạn có thể sử dụng một cái trang landing page. Và cái trang này các bạn thiết kế một cái form là cái ô để chúng ta tặng quà. Thì cái ô này khi mà người ta đọc cái landing page với những cái nội dung mà hấp dẫn liên quan đến cái việc tặng một cái quà gì đó trong cái ngành nghề của bạn, thì yêu cầu họ để lại cái email và họ tên. Thì ngay lập tức khi mà họ để lại vào cái form đó, thì cái hệ thống email của bạn đã có thêm cái khách hàng đó, và nó sẽ tự động gửi email để chăm sóc khách hàng ở trong những cái buổi tiếp theo. Và nếu như các bạn chưa có một cái hệ thống email marketing, thì các bạn có thể sử dụng cái mã QR code này cho chatbot, hoặc là đơn giản nhất là các bạn có thể sử dụng cái mã Zalo của mình để chúng ta gắn vào. Thì các bạn truy cập vô cái website này nè, để chúng ta có thể tạo mã QR code. Thì nếu như các bạn chưa biết landing page là cái gì, thì các bạn có thể tham khảo thêm những cái video ở trên kênh của mình. Đại loại là cái chiến lược này á, là các bạn sẽ để một cái mã QR code trên cái nem cạc, và chúng ta sẽ nói là quét để nhận quà tặng từ mình. Thì cái mã này nó sẽ sử dụng là landing page kết hợp với lại email marketing, hoặc là chatbot, hoặc là đơn giản nhất là hãy sử dụng cái QR code là Zalo cá nhân của bạn, để họ thay vì vứt cái nem cạc này đi, thì họ thấy là cái việc là tặng quà, thì họ sẽ quét cái mã QR code này, và bạn có thông tin của những cái người mà các bạn đã trao đổi nem cạc, và hệ thống chăm sóc sẽ chăm sóc cái người đó thay cho bạn. Và lúc này nếu như cái người mà bạn trao nem cạc có vứt cái nem cạc này đi, thì bạn cũng đã có cái thông tin, và thông tin này đã được chăm sóc bởi hệ thống tự động rồi. Đây là một cái chiến lược mà mình đã sử dụng trong những buổi networking của mình tại Binance. Và nếu như các bạn cảm thấy video này có giá trị, hữu ích, thì hãy bấm đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau ở trong những video clip tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và